Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Anh Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 30 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, hôm nay thì một tài khoản YouTube bất ngờ đăng tải video trên tay Vsmart Lite, smartphone tầm trung mới của Vsmart chưa được ra mắt. Từ video trên tay này có thể xác nhận được những tin đồn rò rỉ quanh chiếc điện thoại mới của Vingroup. Theo đó thì Vsmart Lite sẽ được trang bị con chip Snapdragon 675 với dung lượng RAM là 4 hoặc 6GB và màn hình AMOLED 6.2 inch với độ phân giải là Full HD+. Trước đó thì trên công cụ Benchmark Geekbench thì cũng đã xác nhận cấu hình này. Qua đó thì Vsmart Lite đạt được 2.395 điểm đơn nhân và 6.657 điểm đa nhân. Với con chip này thì Vsmart Lite sẽ trở thành mẫu smartphone mạnh mẽ nhất từ trước đến nay mà Vsmart tung ra. Trước đó thì những mẫu smartphone như Active 1 và Active 1 Plus sử dụng con chip là Snapdragon 660 với viên pin của Vsmart Lite với dung lượng là 4.000 mAh, đồng thời cũng hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge. Và Vsmart Lite cũng sẽ là smartphone đầu tiên của Vsmart được trang bị hệ thống 3 camera nâng cấp so với camera kit trên Active 1 và Active 1 Plus. Cụ thể thì 3 camera của Vsmart bao gồm các độ phân giải là 48, 8 và 50 megapixel, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông và chụp ảnh góc siêu rộng. Camera selfie của Vsmart Lite có độ phân giải là 20 megapixel, tích hợp AI để làm đẹp. Không chỉ vậy thì Vsmart Lite còn là smartphone đầu tiên của Vsmart có cảm biến vân tay dưới màn hình. Về giá bán thì model Vsmart Active 1 Plus từng được đặt ở bán ở mức giá là 6.290.000 đồng. Vì vậy có thể kỳ vọng rằng Vsmart Lite sẽ nằm trong khoảng giá này. Các bạn mến, điện thoại Mi Mix 4 5G sắp sửa được tung ra thị trường sau khi thiết bị này được chứng nhận bởi cơ quan China. Điện thoại mới của Xiaomi với số model là M1908F1XE được phát hiện có hỗ trợ kết nối 5G. Báo cáo không hề tiết lộ đây chính là chiếc điện thoại Mi Mix 4 5G. Tuy nhiên thì CEO Li Jun của Xiaomi trước đó đã tiết lộ rằng công ty sẽ cho ra mắt một thiết bị 5G mới vào nửa cuối năm nay. Vì vậy rất có thể đây chính là một biến thể tiếp theo trong dòng đó. Bên cạnh đó thì do chi phí tốn kém nên 5G bị giới hạn cho các điện thoại thông minh cao cấp tại thời điểm hiện tại. Do đó trong trường hợp này thì Xiaomi chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Ngoài ra thì có khả năng là Mi Mix 4 sẽ sử dụng con chip Snapdragon 855 Plus, con chip mới của Qualcomm với tỷ lệ màn hình so với thân máy ấn tượng và hỗ trợ sạc nhanh 100W cũng như là sạc ngược không dây 20W. Các bạn mến, mới đây thì nhà sản xuất chip MediaTek vừa mới cho ra mắt chip xử lý dành cho smartphone mới nhất của họ, đó chính là Helio G90 và G90T. Các bộ vi xử lý này gồm có CPU 8 lõi với tốc độ xung nhịp là 2.05 GHz, cũng sử dụng các lõi ARM Cortex A76 và A55 giống như những bộ vi xử lý mới nhất của Qualcomm hay Huawei. Chip MediaTek cũng bao gồm GPU Mali G76 với tốc độ lên tới 800 MHz và hỗ trợ tối đa 10GB RAM. G90 và G90T là các bộ vi xử lý đầu tiên thuộc dòng G-Series tập trung vào chơi game. MediaTek đã trang bị một công nghệ mới gọi là HyperMD, gồm các tính năng cho phép tăng hiệu suất chơi game trên smartphone. Các bộ vi xử lý này cũng hỗ trợ màn hình HDR10 và một công cụ dự đoán thông minh giúp chuyển đổi kết nối Wi-Fi sang LTE, dự phòng khi mà phát hiện tốc độ mạng đang sụt giảm. Bộ vi xử lý G90 và G90T còn được tích hợp bộ xử lý phản hồi, giúp thao tác điều khiển trên màn hình cảm ứng trở nên nhạy hơn. Và MediaTek cũng kỳ vọng rằng các bộ vi xử lý mới của mình sẽ là sự lựa chọn của những chiếc smartphone chuyên chơi game, ví dụ như là dòng Razer Phone hay là ROG Phone của Asus. Mặc dù vậy thì tên tuổi và hiệu năng của bộ vi xử lý MediaTek vẫn chưa thể nào so sánh được đối với đối thủ đến từ Qualcomm. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.